Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Huấn Audio làm cái video này, em sẽ test lại chất âm của cặp loa Bose 301 CD3 hàng Hồng Kông Trung Quốc. Con này là hàng nguyên hộp anh em nhé, nguyên hộp nó có hai lớp vỏ, và em về bóc ra để em test sống, em giao cho mọi người. Vì đôi khi hàng nó vận chuyển xa, hàng từ Trung Quốc về Việt Nam đôi khi nó rủi ro vận chuyển, nên là em phải bóc ra để kiểm tra xong em mới chuyển. Đây là hàng Hồng Kông Trung Quốc nên cái nước xi họ dán ở đây, anh em yên tâm là nó bằng gỗ lạng nhé, rất là đẹp, chứ không phải là như anh em bảo là dán giấy như hàng ở Việt Nam sản xuất, rất là đẹp. Và giá thành của nó rất là tương đối là cao, nó lên tới 3.200.000 đồng một đôi, giá bán tại cửa hàng và vận chuyển thì anh em vui lòng cộng thêm 150 tiền vận chuyển nữa, là 3.350.000 đồng là bao ship. Để phân biệt là hàng Hồng Kông Trung Quốc là họ làm, mấy hàng Việt Nam thì anh em mình lưu ý rằng là cái dây để quấn bát tép nó là dây một lõi nhá, bát tép là dây quấn một lõi, và trong bóng đèn rồi tụ trở bên trong đầy đủ hết, chứ không phải là không có phân tần. Và đây bây giờ em sẽ bật dọn nhạc mạng để test chất âm cho anh em mình nghe lại cái cặp loa này, cặp loa Bose Hồng Kông này, mời anh em nghe. Dạ vâng, và em mới test qua một chút nhạc mạng để anh em mình nghe và đánh giá chất âm của cặp loa Bose 301 CT3 hàng Hồng Kông Trung Quốc này. Và để cần tư vấn hoặc mua hàng, anh em gọi cho em theo số điện thoại 0904612323. Rất hân hạnh được phục vụ bà con mình. Và cho phép em nói lại giá, là giá của cặp Bose này là 3.200.000 tại cửa hàng và 3.350.000 đồng được bao ship toàn quốc. Và em sẽ bắt dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền Tổ quốc đã theo dõi video của Huấn Audio.